đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Trời đất ơi, còn gặp hai lần nghe. Thì nói chung là hôm nay cũng là một cái chủ đề quen thuộc với mọi người, nhưng mà sẽ có những cái phân cảnh mà lạ lùng chim én một xíu. Đó là Linh sẽ quay cái góc này. What? Nó cái góc xào đồ của tôi đó. Ok, nhưng mà trước khi vào clip, các bạn biết clip này là clip gì thì các bạn hãy nhớ nhấn like, share để ủng hộ kênh của mình nha. Và đừng có quên là kết bạn với Facebook Nguyễn Diệu Linh nè. Ok, các bạn vô đó kết bạn để thả tim hàng ngày cũng như là xem Linh livestream để tương tác với Linh nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ bật mí cho các bạn, hôm nay chủ đề của chúng ta cũng sẽ là hậu trường TikTok. Nhưng hôm nay Linh sẽ quay cận hơn về cái quá trình đi quay của Linh. Đó là hôm nay mình sẽ lựa đồ đó mọi người. Xem hôm nay mình sẽ mặc style gì và đồ gì để mình sẽ đi quay. Đây sẽ là cái xào đồ của bà Linh. À, cái này là chỉ là một phần thôi nha mọi người. Lúc này Linh hay dùng nhất nên là Linh sẽ quay cái xào này trước. Đó, thì hôm nay mình đi quay TikTok thì mình sẽ mặc cái gì đây? Đang có rất là nhiều đồ, nhưng mà đa số đồ ở đây là cá tính hết. Thì các bạn đã biết là hôm nay mình sẽ mặc cá tính. Ok, em mình lựa cái này. Cá tính thì thường thường sẽ đi đôi với màu đen, cái men và nó sẽ chất hơn đó mọi người. Hôm nay mình đi quay mình sẽ chọn cái này. Cái màu đen này mình sẽ khói cái nào cho nó lạ lạ nhỉ? Có màu đen. Cái đen thui luôn hả? À, chất đồ. Cái đen cái mặt ngoài đó được. Để mình lựa xem. A few inches later. Đây, mình sẽ chọn một cái áo sơ mi trắng này. Bây giờ mình sẽ lựa thêm một cái áo. Mình lấy cái này coi. Ok, mình chốt cái này mà mình để đây đi để mình mở. Ok, trước khi bà Linh lựa đồ thì đây là cái tủ Doraemon. Một cái tủ thứ nhất. Không có được. Thêm một cái tủ thứ hai nữa. Đi qua đây. Anh đừng có khui mấy bạn biết hết. Thấy nhiều đồ chưa mọi người? Chưa hết đâu, còn 2-3 cái xào phụ kiện đồ nữa. Gì đâu trời. Chưa hết đâu, còn cái tủ ở bông bên đây thế này đó. Đó. Ok, đây sẽ là cái áo mình sẽ phối ở ngoài nè mọi người. Nó chất nha. Rồi, đắp vô đây. Đó, ok, vô. Đó, đây sẽ là bộ đồ mình sẽ mặc. Nhưng mà vẫn còn hơi nhạt cho mọi người nên là mình phải thêm phụ kiện. Đây là những phụ kiện mà Linh lựa ra cho bộ này, nhưng mà phân vân là chưa biết lựa cái nào. Đây là hai sợi dây chuyền và bên tai thì thấy cái nào được ta? Cái này thì màu đen, cái màu đen. A few moments later. Thôi, ok, mình sẽ chốt cái cọng này nhé. Đó. Ok, vô liền mọi người ơi. Hợp chưa? Bây giờ thì mình sẽ đeo cái bông tai. Ê, đeo cái bông tai vô cho nó bớt nhạt ở đây nè. Nó mọi người. Xong rồi mình sẽ làm tóc nữa. Cái tóc này là hơi bánh bèo nha, hơi nữ tính nha. Vô. Vô nè mọi người thấy không? Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi buộc tóc cao lên để cho nó cá tính. Chứ mà để tóc dài thì không hợp với bộ đồ. Ê, đâu hả? Đây là bộ đồ của mình. Mình sẽ mang đến dưới đâu này nha mọi người. Giờ mình sẽ mang vô. Đó. Ok. Chấp xương xương rồi phải không mọi người? Yeah. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ đi. Anh để biết chưa xong được, chưa đủ rồi sao đi? Sao biết ngoài vậy? Ra đi nha, biết cái nữa thì rồi đi luôn nè. Trời biết ngoài luôn á. Đó, có đầy đủ đồ ngày mới đi được chứ anh. Đi quánh nhau hả bà nội? Đâu chất này nó mới chất. Ok, đây sẽ là một cái bộ đồ để cho mình đi quay ngày hôm nay. Cái bộ đồ này là để mình sẽ xác định quay những cái nội dung mà kiểu như ngầu lòi đó mọi người. Đó, mặc cái này thì mình quay kiểu ngầu lòi nó sẽ đẹp hơn. Ok, bây giờ mình đi thôi. Ừ. Gì nữa? Em quên. Sẵn chia sẻ với mọi người cái bữa ăn sáng của em luôn. Đây, mỗi lần đi quay á là mình không có thời gian để mình ăn những cái món lâu lắc của mọi người, nên là một cái chuẩn bị như vậy. Một cái sữa, một trái táo và một bịch kem. Cái này là để không quảng cáo nè. Không quên. Nói chung là để cho chị Phật tử đó mọi người, tại vì Linh đang giảm cân. Mọi người thấy giờ này Linh lớn không? Giảm cân là mình sẽ ăn táo này buổi sáng rồi mọi người, xong uống hộp sữa. Ốm hay ghê. Chưa là mình chỉ ăn khoai lang thôi. Ok, bây giờ mình mới đi thiệt nè. Ốm ghê. Giờ đi tới đây là trời mưa. Hay quá mọi người ơi. Gì vậy? Ok mọi người, tự nhiên cái tới chỗ cái mưa. Nãy giờ núp ở trong quán chưa ra được. Bây giờ thì ra được rồi, nhưng mà trời rất là đen. Trời đen thui. Xanh mà. Xanh gì đâu xanh. Su cà na ghê. Giới thiệu mọi người, đây là anh cà na. Đấy thì là ta. Mình là Su. Ok. Nói chung là hôm nay Su cà na. Đi quay chưa kịp quay nữa mưa rồi.
nay nhiều màu sắc quá ha, nâu rồi đỏ rồi đen rồi trắng. Dạ dạ dạ. Rất ghê. Rồi một con xét luôn. Rồi rồi. Luôn. Cái gì vậy? Cũng không hiểu là đang làm cái gì. Chưa. 3 2 1 quay. Úi. Rồi. 3 2 1 quay. Boom. Đúng rồi, đẹp đẹp đẹp. Đẹp đẹp đẹp. Cảnh vừa rồi các bạn thấy là trời mưa quá mình chui vô đó mình nhậu. Mưa quá chui đó chú luôn. A few moments later. Người hôm nay thấy mình có cái gì khác không? Thấy có lạ cái điều gì không? Tóc thì từ tóc dài sang tóc ngắn, từ tóc dài sang tóc mỏng. Là từ không mái qua mái luôn. Đúng rồi, từ không mái qua mái luôn. Rồi quay cái gì mới được. Quay cái gì? Tức là mình làm cái gì, mình làm cái gì? Thì diễn theo cái đó thôi, xong rồi. Đây là chen chen làm gió. Ở đây rất là đủ gió, không cần phải gió nữa đâu. Bay hết cả các bạn lắm. Rồi. Ok đi theo mình nha. Rồi đi nha. Theo mình gì ạ? Theo mình nha. Sau khi đi một vòng thì trời đã sáng hơn được chút xíu. Bây giờ mình sẽ đi kiếm địa điểm khác quay. Tại vì hôm nay chắc chắn là không có đẹp rồi. Trong tôi diện đồ như thế này. Trời mưa luôn. Tu cái ba. Khá là nóng. Khá nóng thì chắc chắn chậm dây. Nóng quá. Trời, phải trà đang chọc hành. Trời gì hả? Sexy hả? Ok mọi người, hiện tại thì lại di chuyển đi tiếp. Đây là cầu Ánh Sao. Lần đầu tiên mình lên đây. Bây giờ mình sẽ lên mình quay thử xem đẹp không. Đó, đây là cầu Ánh Sao nè mọi người. Cái gì vậy? Nhạc con gái mắc cười vậy? Trời ơi, nó không biết đường á, em kéo nó qua đi rồi em mở lại nó. Thôi, nóng quá ta, sao không có một miếng gió nào? Tại vì mới mưa xong nên hầm đó. Đẹp lắm nhưng mà chưa bao giờ thấy. Tí lên đèn cho coi. Xin lại làm camera may. Vô. Chị em ghê. Cấm. Ghê quá. Rồi, hay tổng tóc luôn. Đụng nhầm chủ tịch và cái kết. Sao vậy? Nhìn bị hài á chị ạ. Nhìn nó đang bị hài á. Nhìn nó hài. Cái tóc rồi. Nhìn đang bị. Ok, anh nhấn đầu rồi. Vô nè anh đứng đầu. Mặt có vẻ quạo. Chứ vẻ không quạo nha. Ủa quạo thì có đau đầu gì nữa. Buồn quá. Hôm nay đem nguyên cái cây này theo cuối cùng không có được quýnh ai hết trơn. Nè quýnh đi. Nè hợp với bộ đồ ấy ghê không? Di chuyển qua đâu bây giờ vậy? Mình sẽ cái đi vô xong trong Richmond ăn đâu nó quay anh ăn gì ăn hoài.
cái này mạng khổ lắm mà em đang nhận quá còn tới. Đây quay cái. Mọi người có thấy cái gì không? Cầu ảnh sao lên đèo luôn rồi đó. Cái gì qua nè, cái gì qua nè, anh cái thoại gì qua nè, cái gì? Thoại gì? Hát cái gì đó, hát cái gì đó. Cái gì đó? Giọng ca vàng trong xóm đi nào. Cái gì đó qua này? Dạt sang một bên hết đi nào. Đám cưới phường tầng này là tầng cưới. Dạ, em không nhớ được, anh mới nhắc ít thôi. Ok. Nữ người đúng không? 1, 2, 3. Giọng ca vàng trong xóm đi vào, dạt sang một bên hết đi nào. Làm quê phường tầng này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước ngày 52, bước ngay trong đất lớp ai cũng biết anh là. Ủa rồi cái gì vậy? Em cũng nghe mũi. Vàng trong xóm đi. Hai bạn này đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ để quay clip. Dài quá. Ý. Linh đang uống bí đao quần sáu phải không ba? Đúng rồi bà. Sáu bây giờ rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi về. Mình sẽ đi cà phê. Còn cái đầu mà ông mình lắm. Mình chưa đây hả? Cùng bởi vì người chồng con tên ta chẳng thể theo lý trí. Bây giờ mấy bạn trên YouTube hay hỏi mấy TikToker lắm. Hỏi gì vậy? Thì giờ bạn nào muốn đặt câu hỏi thì comment dưới nha. Muốn hỏi Trà Đặng hay hỏi Trinh Đô hay là hỏi anh Mr. Vigo hay là hỏi anh Di. Trời ơi. Trời ơi. Di người ta quay tới chiều tối không mới tới ông ngồi đây ông ăn. Chan ra đi, đừng nói phỉ báng anh tôi như vậy chứ. Anh tôi đi làm cực khổ mà. Giờ anh tôi phải ngồi đây ăn mì gói nè. Anh vậy là anh quá sướng rồi, tụi em cứ ăn gì đến chết rồi. Mày cười. Trời ơi, vô uống nước luôn. Trời ơi. Một ly thôi, năm con người uống. Trời ơi. Tí nữa cái ly đấy là mùi mì này. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Mọi người ơi, bọc biển đi. Ba anh Liên đi ăn kẹo chỉ. Đây là bọc biển. Thật là bắt nha. Cái này là Linh không biết rồi. Cái này thì... Anh ăn không? Không. Anh quay phim anh ăn không? Không. Cái này mọi người, cái này là bò bía của miền Bắc. Bò bía ngọt. Bò bía ngọt. Còn chào chị có ăn được khỏi nói luôn nè. Còn ở quê mình là miền Tây nên là chỉ có kẹo bò chỉ với lại kẹo kéo. Nên là hồi nãy nghe bò bía tưởng là cái mặn đâu mà. Nhưng mà thì ra là nó là cái này ăn lắm không? Nãy giờ mọi người coi chú làm đúng không? Nó bỏ dừa, bỏ miếng kẹo gì á. Xong rồi bỏ mè với sữa lên quấn lại. Đó. Còn chú làm hay là kẹo này là kêu cái kẹo gì chú? Cây gọi là kẹo. Kẹo kéo. Không, cây đường là kéo cây cho con. Cây đường. Cũng ngon đấy. Ngọt ngọt. Này là dừa. Nó cái này là ngon nhất là cái này, ngon nhất là cái này. Ngọt, cái này là ngọt. Ngon nhất là cái đấy. Thôi chú cuốn lại cho. Rồi xong. Xong một cái. Nãy giờ ăn 6 cái. Nãy giờ ăn 6 cái. What? 6 cái thì 6 người nhau phải mình tôi nha trời. Mọi người có nghĩ gì? Ok. Nếu các bạn thích clip này thì hãy nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Và các bạn đừng có quên là comment những cái yêu cầu mà các bạn muốn Linh quay ở phía dưới. Linh sẽ lựa ra và làm theo. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người. Có người đang